ông võ kim cự đã nộp đơn xin thôi đại biểu quốc hội với lý do sức khỏe tuy nhiên trong đơn không đề cập tới chức vụ chủ tịch liên minh hợp tác xã việt nam mà ông nắm giữ theo quy định đại biểu có thể xin thôi làm nhiệm vụ và thẩm quyền chấp nhận thuộc về quốc hội hoặc ủy ban thường vụ quốc hội do thời điểm này đã gần sát kỳ họp thứ ba của quốc hội nên trường hợp của ông cự sẽ được quốc hội xem xét nếu đồng ý với nguyện vọng xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội của ông võ kim cự quốc hội sẽ ra nghị quyết miễn nhiệm tuy nhiên ông cự vừa bị ban bí thư xử lý kỷ luật vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến dự án formosa do đó có nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện thủ tục bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của ông cự vì ông không còn đủ tín nhiệm với cử tri